Xin chào mọi người. Xin chào chị Thùy Vy. Lại là hôm nay là gặp chị Thùy Vy rồi. Và có dịp và cùng với chị Thùy Vy là phân tích cho mọi người một cái khu dân cư rất là đẳng cấp tại Nhà Bè, phải không chị Thùy Vy? Thì khi mà quý cư dân hoặc khách hàng mà lựa chọn cho mình một cái sản phẩm tại đâu đó thì một cái vấn đề gọi là rất là được quan tâm, đó là vấn đề về giáo dục, phải không chị? Đúng rồi. Theo như chị Thùy Vy thì về cái giáo dục á, thì những cái trường học nào mà danh tiếng của những cái nước nào mà hiện tại là đang được rất là nhiều phụ huynh quan tâm? Thì hiện tại thì mình cũng nói sơ về cái hoàn cảnh của mình á. Thì thật ra là vì là con mình học ở trường AS quốc tế Mỹ, Nguyễn Văn Tạo á. Vậy cho nên hả? Là mình mới chuyển nhà lên cái khu Phước Kỷ. Tuyệt vời quá. Gần. Rồi, hôm nay chị Thùy Vy và Phước Sửu sẽ phân tích cho cả nhà những cái cư dân tại cái Nhà Bè, huyện Nhà Bè, nằm những trong những cái khu dân cư. Thứ nhất là khu dân cư Dây Gai Nhà Bè nè, rồi làng đại học nè, Thái Sơn nè, rồi những cái cụm khu dân cư dọc đường thấp tầng Nguyễn Hữu Thọ, phải không chị? Tìm cho mình được một cái trường học và cái nơi gọi là cho con phát triển bản thân. Thì cho em phỏng vấn thì Thùy Vy một tí xíu. Thì ngoài cái trường mà chút xíu mình sẽ phân tích rõ hơn cái trường của con của chị học, thì bây giờ những cái tại Nhà Bè đó thì có những trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 để cho những cái con em của mình là theo học hay không? Thì tại vì mình thì xưa giờ thì mình cũng quan tâm đến trường quốc tế. Thì khu vực Nam Sài Gòn của mình có rất là nhiều trường quốc tế, nên là mình chuyển nhà qua đây cũng là vì cái môi trường giáo dục cho con. Rồi sau khi mình qua đây mình thấy cái môi trường ở nó khá là mát mẻ và rộng rãi về hạ tầng, nên là mình cũng có ý định là mình an cư tại cái khu vực Phước Kỷ. Thì ngoài ra thì còn về cái chuyện là Phước Kỷ nó có một cái bệ đỡ về cái vấn đề là đầu tư á. Tức là khi mình cảm thấy là nó sẽ cái giá đất nó sẽ tăng trong tương lai rất là nhiều, vì có rất là nhiều hạ tầng xung quanh và có rất là nhiều cái dự án nó lên ở đó. Rồi thì đúng rồi đó chị. Quay lại cái vấn đề Phước Sửu hỏi về cái trường học á, thì mình cũng có quan sát, nhưng mà thì mình có thấy là có rất là nhiều trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Chẳng hạn cụ thể là trường nào vậy chị? Chẳng hạn như ở trong khu vực Thái Sơn, Bộ Quốc phòng á, thì hiện tại bây giờ cái khu này là đang cho xây rồi, thì sắp tới là sẽ có 5 căn nhà khởi công trong tháng 6 này luôn. Xây dựng ào ạt quá chị. Đúng ha. Đúng rồi. Thì ngay đó nó có một cái trường gọi là trường cấp 1 Lê Quang Định. Lê Quang Định, một cái trường cấp 1 rất là lớn, phải không chị? Nó là một cái đường thông nối từ đường Nguyễn Cái đó Mộ là Học. Đường Đông Tây á em. Vậy hả? Tại vì mình cũng không con mình không học ở đó, nên là mình cứ đi qua nhưng mình cũng không có để ý. Ngoài ra trong cái khu đó nó có trường mầm non nữa nha em. Vậy hả? Mầm non Họa Mi. Trong cái xã Phước Kiển cũng có rất là nhiều trường học. Từ rất là nhiều trường mẫu giáo và trường cấp 2, cấp 3. Và dọc theo đường Lê Văn Lương thì cũng rất là nhiều trường cấp 3, cấp 2, phải không chị? Đúng rồi. Và Hữu Lầu rồi nhiều lắm. Nhiều là nó nhiều. Vấn đề mà khi mà cho quý phụ huynh ở đây chọn trường cho con học thì rất là nhiều trường xung quanh và toàn là những cái trường nhà nước. Được đầu tư cơ sở hạ tầng rất là tốt, phải không chị? Ngoài ra thì để cho con mà mình được một cái gọi là cái nơi gọi là phát triển tốt hơn và được phát triển cái năng khiếu về ngoại ngữ, thì một số phụ huynh cũng chọn cho con một số cái trường quốc tế đó chị. Thì từ đây, từ những cái vị trí và khu dân cư ở Phước Kiển thì mình di chuyển về Phú Mỹ Hưng thì có rất là nhiều trường quốc tế. Phong chị Vy có thể điểm qua một vài trường quốc tế và cái mức giá học phí cho mọi người nắm rõ được hay không? Thì hiện tại ở khu vực mà ngay chỗ Nguyễn Hữu Thọ đi xuống là khu vực Nguyễn Văn Tạo. Có một cái trường lớn là trường quốc tế Mỹ AIS. Khi nãy chị Thùy Vy có nói là con chị đang học tại đó, phải không? Còn ở Phú Mỹ Hưng thì có nhiều trường Canada, rồi trường Renaissance nè. Rất là nhiều trường còn về nhiều công lý rồi đó. SSIS. Thì những cái trường thì mức hiện tại bây giờ mức thu mức học phí một năm
là trong khoảng từ 800 triệu cho đến 1 tỷ 2 là mức học phí một năm của năm. Các trường này. Nói như chị Vy á, là rất là nhiều trường quốc tế xoay quanh cái khu vực khu Nam Sài Gòn. Tại vì cái nhu cầu của dân cư khu vực này là khá nhiều, là muốn con học trường quốc tế, cho nên là mình thấy là hồi xưa mình ở Bình Tân nhưng mình cho học con học ở trên này thì đi cái quãng đường khá là xa, nhưng mà khi mình đi lên này mình thấy rất là nhiều cái sự chọn lựa cho mình. Thì cho em hỏi sơ qua về cái trường quốc tế Mỹ mà con của chị Vy đang theo học, thì từ cái vị trí là xã Phước Kiển, dự án dây gai Nhà Bè và các khu dân cư Thái Sơn Lạc, đại học chị đang ở đó, thì di chuyển về trường đó mất bao xa? Thì theo mình thì bình thường mình hay chở đi học á, khi mà mình về đây rồi thì mình không có cho đi bớt mà mình tự đưa đi. Thì trong từ nhà mình là ngay chỗ khu làng đại học ABC, mình đi xuống đó khoảng chừng hơn 10 phút xíu. Rất là gần phong chị. Ngoài ra thì như chị còn phân tích đó là có một hệ thống xe bus và đưa đón học sinh tận nhà phong chị. Đúng rồi, thì là khoảng chừng 800 chiếc á. Một ngôi trường rất là lớn phong chị. Chị nói sơ qua về cái ngôi trường quốc tế Mỹ tại Nhà Bè để cho quý anh chị ở đây nắm rõ được hay không? Trường đó là quy mô khoảng bao nhiêu và do nước nào là đầu tư và cách giảng dạy như thế nào ạ? Trường này là trường quốc tế Mỹ thì nó có mặt trên rất là nhiều nước. Tức là mỗi những cái ngôi trường này thì thường là sử dụng thầy cô là các nước luôn. Thì thông thường là khi họ đến Việt Nam thì họ sẽ ký hợp đồng với theo cái văn hóa của người nước ngoài á, thì các thầy cô sẽ ký hợp đồng 1 đến 2 năm để ở Việt Nam và họ khám phá được cái nền văn hóa của Việt Nam, sau đó họ sẽ luân chuyển đi các nước khác để lại khám phá một cái nền văn hóa khác. Thì nhưng mà có một điều là khi mà mình nó khác biệt giữa cái trường là trường công và trường quốc tế, là khi mà con mình học ở trong trường quốc tế thì người ta sẽ không thiên về dạy về toán hay dạy về văn, nói chung là sẽ không dạy về những cái đó, nhưng mà cái vấn đề quan trọng là họ sẽ dạy cho con mình trở thành một cái công dân tốt. Tức là nó có những cái gọi như là kiến thức xã hội, làm sao mà mình trở thành một cái viên gạch để mà khi mà mọi người hay nói là mình là một cái bức tường á, thì mỗi người trong đó sẽ là một viên gạch. Tức là họ sẽ dạy về kỷ luật như thế nào, rồi sống như thế nào, những kỹ năng sống, kỹ năng sống. Quá tuyệt vời. Như chị Vy nói thì em chắc là sau này cũng cố gắng để cho con và theo học một môi trường quốc tế, để sau này con có đi du học hoặc là con có đi ra cái môi trường quốc tế cũng có thể hòa nhập rất là gần gũi. Và một cái điều đặc biệt đó là nói về cái vốn ngoại ngữ, giống như là được giao đúng tiếp rồi với người bản ngữ. Thì thông thường là con của mình học là từ lớp pre-kin ở trường khoảng 4 tuổi là bé đã học trường này rồi. Thì bây giờ là bé học lớp 4 thì bạn nói tiếng Anh như là người bản xứ luôn. Thì tất cả các bạn ở trong đó, cả lớp khi mà gặp nhau thì các bạn nói tiếng Anh như người bản xứ. Quá tuyệt vời chị. Chị nghĩ như thế nào khi mà cái khu Phước Kiển của mình nó sẽ có một cái trường quốc tế rất là lớn? Thì là mình rất là thích. Mình có nghe cái thông tin cái trường quốc tế đó. Quá tuyệt vời. Thì có một cái thông tin bất ngờ cho quý anh chị mà khi mà sở hữu những cái sản phẩm tại khu Phước Kiển Nhà Bè. Đó là dự án Zai Gai của tập đoàn GS của Hàn Quốc. Dự kiến sẽ có một cái phân khu là Zai Edu Education. Đúng rồi, một cái phân khu là chuyên về giáo dục. Và sắp tới họ có một cái môi trường rất là lớn từ Mỹ về. Và họ cũng hoạt động và dạy học cũng giống như trường quốc tế Mỹ. Nhưng mà chị cũng có nghe nói là cái ngôi trường này nó có một cái bề dày thành lập khá là lâu á. Dạ, chị Vy biết cái ngôi trường đó tên gì không? Hình như là mình có nghe là trường là Chadwick, đúng không? Một cái ngôi trường rất là lớn của Mỹ. Và hiện tại là ngôi trường này đã có bề dày kinh nghiệm tại Việt Nam rồi, ở miền Bắc á. Họ đã vận hành ở khu Eco Park rồi đúng không? Đúng rồi. Khi mà ngôi trường này được sắp tới thôi, trong thời gian ngắn tới là bắt đầu là sẽ xây dựng và đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Trời ơi. Nếu mà chị Vy mà sau này có thể là cho con chuyển từ quốc tế Mỹ sang trường này thì vấn đề đi lại chắc chỉ còn là 3 phút thôi chị. Rất là gần. Mà một cái ngôi trường nằm trong một cái khu dân cư là 350 hecta của GS Hàn Quốc, và nó có dũng một khu đô thị thông minh và nó có tất cả những cái tiện ích cực kỳ sang trọng, phải không chị? Thì em chúc mừng chị Vy và chúc mừng những khách hàng gọi là đã sở hữu những cái sản phẩm trong những cái khu đô thị mà gọi là bậc nhất
của khu Nam trong thời gian sắp tới, và có một cái môi trường học giáo dục là cực kỳ tốt, và chăm sóc con trẻ từ những cái lúc mà mới lớn luôn, để cho con phát triển những cái kỹ năng tuyệt vời và trải qua những cái môi trường học và nơi gọi là nuôi dưỡng những cái tài năng trong tương lai. Dạ, thì chị Vy có thể là phát biểu cảm nghĩ của chị như thế nào khi mà chị sống tại khu vực đó, và những cái vấn đề giáo dục đối với chị nó còn có vấn đề trở ngại hay là cảm giác như vậy là happy đối với chị hay chưa? Thật ra cái này thì cũng là một cái vấn đề cho không riêng gì mình mà là rất là nhiều bậc cha mẹ, đúng không? Tại vì khi mà hiện tại bây giờ thì cái khu Nam của mình á, thì do là có quy tụ rất là nhiều trường. Yeah. Thì thời điểm mà mình chuyển về á, tại là bởi vì bé nhà mình suốt ngày nó cứ đi học mà một cái khoảng là khoảng 20 cây số khá là xa mà đi bớt á, mà tình hình Sài Gòn mình thì kẹt xe, nên là mình nói là thôi nếu vậy thì mình sẽ, tại vì với lại thêm nữa là tại vì mình cũng trong nghề á, cho nên là mình có thể đổi cái công việc lên này nó được, tức là mình cũng làm bất động sản. Chứ còn như các anh chị khác bây giờ hiện tại cũng muốn lên, nhưng mà vấn đề là do công việc trở ngại thì họ vẫn phải ở những cái nơi để mà họ làm việc. Đúng rồi. Thì rất là tốt khi chị Vy đã lựa chọn cái khu Nhà Bè rồi. Và theo như Phước Sửu và chị Thùy Vy cũng đánh giá đó là đối với Nhà Bè là một cái vùng trũng của bất động sản đó chị Thùy Vy. Nên là mọi người còn rất là nhiều cơ hội để có thể là đưa con trẻ về nơi đây sinh sống, là trở thành một cái cư dân của Phước Kiển Nhà Bè. Bởi vì nhiều dự án đang mọc lên rất là nhiều. Phước Sửu điểm sơ qua có một số khu dân cư đã đưa vào hoạt động rồi, giống như là những cái biệt thự Phú Long, Ngân Long. Rồi rất là nhiều căn hộ và có những cái khu và đã hình thành nay sao La Villa chị ha, đánh giá rất là cao á. Đúng rồi. Ngoài ra còn có một cái khu đang xây dựng rất rầm rộ đó chị. Chị Vy có thể thông tin đến mọi người được hay không? Hiện tại là cái khu Thái Sơn Bộ Quốc phòng á, là mình đã duyệt giao đất và đã có sổ rất là nhiều năm rồi, nhưng mà do một số cái vấn đề về pháp lý cho nên là chưa được xây dựng. Nhưng mà hiện tại trong thời gian này thì hồi nãy mình có nói với quý vị á, là trong tháng 6 này á, thì mình có nghe nói trên group cư dân các anh chị sẽ có khoảng 6 căn nhà được khởi công trong tháng 6 2022 này luôn. Không phải là đã sắp khởi công nữa mà bây giờ là đang khởi công luôn rồi. Đang ép cọc rầm rộ. Đang ép cọc rất là rầm rộ, tức là khởi công trong tháng này luôn rồi. Đúng rồi, giống như những cái hình mà video Phước Sửu đang bay đây thì nó sẽ mọi người thấy là một cái khu dân cư gần 40 hectare và tất cả những cái mẫu nhà biệt thự đều giống nhau hết. Rất là đẹp, hình thành một cái khu dân tại Phước Kiển rất là đẳng cấp. Thật ra cái thời điểm này mới là thời điểm mà dễ dàng mà mua được á. Chính xác. Nó đang lắng á, cho nên là có thể mua được, chứ để sau khi mà xây nhà lên hết rồi thì sẽ khó mà ví dụ đổi vị trí, đúng không? Rất là nhiều, nó sẽ bật lên rất là nhiều. Rất là nhiều cái thông tin, và những cái thông tin đó là đã có thông tin rất là nhiều trang báo mạng đưa ra, đó là Nhà Bè nó sẽ lên một quận mới nữa. Nên là Nhà Bè sẽ lên một quận mới. Đó là một cái tâm điểm đầu tư của quý anh chị và khách hàng khi gọi là đặt một cái nền móng tới Nhà Bè và chọn là một nơi an cư. Để có nhiều thông tin về nhà đất hơn nữa thì quý anh chị alo cho Phước Sửu hoặc chị Thùy Vy, sẽ cung cấp cho quý anh chị nhiều cái thông tin về trường học, bệnh viện và những cái tiện ích bậc nhất tại Nhà Bè, để cho quý anh chị mạnh dạn tìm một nơi an cư hoặc là một cơ hội đầu tư tốt nhất tại Nhà Bè. Cảm ơn chị Thùy Vy đã qua một cái lời phỏng vấn rất đặc biệt, là một cư dân của Phước Kiển Nhà Bè. Xin hẹn mạnh cả nhà ở nhiều video sau, Phước Sửu và Thùy Vy sẽ phân tích thêm nhiều cái cơ hội để đầu tư tại Phước Kiển Nhà Bè.